Xin chào tất cả các bạn nhé. Chào mừng các bạn đã đến với kênh ẩm thực nhà Nam. Thì các bạn ơi, hôm nay mình sẽ làm video về thưởng thức ăn món gà luộc các bạn nhé. Ăn hạt như hạt con gà các bạn. Con gà phải 3 cân các bạn ạ. Gà nhà mình nuôi được ấy. Gà nhà mình bắt được lúc nó phải 3 cân rồi, nhưng mà mình nuôi xá công nghiệp ấy. Nhưng mà được chục ngày hơn chục ngày rồi. Xin chào tất cả cô chú nhé và tất cả các bạn mọi người ủng hộ kênh cho xã mình. Hôm nay hai vợ chồng người ta một thử thách chạy 100m để xem mình về đích, nhưng mà hôm nay có nhiều cái thử thách, nhưng mà hôm nay vợ chồng mình thử ăn hết được con gà 3 cân thì không luộc nhé. Anh lấy cái dao, lấy cái dao để rồi, ok. Đấy, Khánh ngồi đây. Con gà cũng vậy, cũng khí gà. Ấy, các bạn nhìn nhá, hôm nay mình sẽ thử hai vợ chồng thử con gà này xem nào, mức độ thế nào. Tí khổ khiếp luôn. Rất ngon các bạn. Đây là gà mà ở trường mình nuôi được ấy. Nuôi được thì đến hôm nay bắt đầu mới xả công nghiệp hết rồi các bạn ạ. Xả công nghiệp hết rồi. Thì hôm nay thì xong rồi. Đảm bảo thì vợ chồng mình mới ăn. Rất thật ngon luôn. Hơn 3 cân, con này là 3 cân 2. Yên con ấy, không hợp mọi người. Đấy, mọi người nhìn nào, xin mời bà xã. Đấy, cứ đợi tí nha. Ấy, phải chứ. Các bạn thấy ngon không? Rất là ngon luôn các bạn ạ. Thực ra thì cuộc sống có rất nhiều cái thử thách. À đây. Con muốn đi đâu hay muốn ngồi ghế? Rồi anh cứ cách. Đấy, nhưng mà chúng ta hãy thử thế nào. Chúng ta hãy thử ăn con gà. Chắc là quá tuyệt vời các bạn ạ. Tuyệt vời luôn. Ui dồi ôi. Ngon. Ngon này. Đấy, thằng cu nó nó thích nghịch ghế. Ta phải cho thịt gà đi nhé. Đây. Gà ngon nhỉ. Cật ngon luôn, mọi người nhìn này. Wow. Bố mày ngồi đây. Tuyệt vời luôn. Đấy. Có cái khung có luộc cho con không? Có. Đây khung đây. Đấy cái khung cho nó, khu gà nó thích. Đây. À đây đây đây, đây. Đấy. Rồi, thích chưa? Đấy. Thích chưa? Ui giời, phải nói này. Đó. Cái giấy này, đây giấy đây. Mọi người ơi, cu hơi băng nhắn tí thì mọi người xem thì thông cảm. Đấy. Con gà này nuôi từ hôm đấy đến nay là xả chục hôm rồi. Thì bắt đầu bà xã của hôm nay thịt. Chục hôm rồi các bạn ạ. Đôi khi mình cũng thử nhá, phải thử xem là mình quan hết hay không. Đâu phải nào. Bia, xin mời tất cả nhé, cô dì chú bác. Xin mời tất cả các bạn ăn cùng với mình nhá, thưởng thức cùng với mình nào. Nào, chạm cái. Ủa này, chạm á, tưởng chạm bia chứ, chạm gà. Đúng gà, chạm máu. Ôi giời, thế ngại chết. Cũng được. Hạt kê không? Hạt kê cũng được. Ngon. Hạt kê vừa lấy cho cô ăn rồi mà. Mỗi hạt. Vẫn còn hạt nữa trong đây. Mỗi hạt. Bây giờ rất đơn giản, hai vợ chồng mình nên tiếp tục về cuộc sống gì nữa. Ôi, cả mưa cầu xa đơn giản vậy thôi. Cô nhà mình rất ăn hạt kê các bạn ạ. Đấy. Xin mời tất cả mọi người nhé. Đấy, thưởng thức cùng với mình cái món gà này. Đây là gà, gọi là gà sạch đi. Chẳng có gà nhà mau. Đây là chơi bia Sài Gòn. Yeah. Mồi ngon phải có cái bia các bạn ạ. Đứng lên. Mày nói là tuyệt vời. Làm này thì uống cốc bia đầu ngon sướng. Đấy. Đấy, con gà này tất cả là 3 cân 2. Đúng 3 cân 2 chắc luộc lên cái lồi chặt lít luôn. Cái này chấm rất là ngon, chấm thần thánh. Thử thách để ăn xem có hết cho con gà này không. Nếu mà không ăn hết thì chúng tôi là yếu. Ăn hết thì con này thì mới là khỏe. Thấy nó là mình nói gì không? Cô hơi băng nhãn, hơi nghỉ. Ngon lắm. Đấy, con thịt đấy, cho chú à. Con chào cô chú chưa? Chào rồi hả? Ngon lắm nhỉ? Ngon nhỉ? Ừ, ngon. Không cần lấy hỏi, anh sợ. Đôi khi gọi là
Vợ chồng mình chẳng phải là nói là làm video mà nó mới ấy đâu, đôi khi là cũng nuôi gà sạch kiểu hỏa hoạn là thịt một con mà hai vợ chồng cũng mỗi người làm cái đủ chứ sao? Đúng rồi. Chả phải ấy, chả mất thời gian. Đơn giản. Rất là ngon luôn mọi người nhìn. Phản ơn mùi thơm lắm. Cả nhà mình thì nói chung là rất cẩn thận, vợ chồng mình toàn mua về xong bắt đầu mình xả sạch công nghiệp đi. Nếu để một con gà sạch này mình chỉ cho ăn ngô thôi, với rau béo thôi. Để một con thịt chắc khả năng là phải lên gấp, để được thịt chắc phải gấp 3 lần cái số gà bình thường mà mua ở chợ ăn 2 kg luôn. Đúng rồi. Mua chợ ăn mình chỉ nuôi về mua về được lúc gần thì rồi các bạn ạ, phải 3 cân rồi và mình xả công nghiệp cỡ chục ngày được chục ngày rồi, đa phần là mình về hơn tháng mình mới ăn các bạn ạ. Được chục ngày. Hôm nay mình lâu ngày mình không mình hết gà rồi đấy. Nên lâu nay mình lập rồi mình mới mua nên là mình bỏ lay mình về thử làm. Thử thách ăn hai chồng ăn hết một con gà 3 cân đấy không? Giờ thằng cu là tại thích ăn gà kìa. Đúng không? Đây là con này. Con này cá kê bé nhỉ? Em nộp ngon. Ngon, đảm bảo xã được cây nộp gà. Cá một con như thế này mà không phải nói hay đâu, có nghĩa là luộc ở bên trong bên ngoài chín hết luôn, nhiều người luộc xong vẫn đỏ nhưng mà xã luộc đúng rồi mình luộc không bao giờ gọi là đỏ ở trời cả đùi thì bà xã không kinh nghiệm luộc. Còn cái nhà nông như chúng ta thì chỉ biết ăn thôi, chỉ biết ăn thôi. Ăn hay chưa? Đây ông quân gia nhà mình nay cái trứng thêm thịt gà các bạn ạ. Đấy, có chú thấy cho ăn ngon không? Ờ. À, con với tay chảo đi. Con với chảo. Với tay chảo. Đấy, đấy, đấy. Chảo của chú ấy. Ngoài nhé, nhầy. Ngoan lắm. Ba. Con chị. Con cu lên băng nhắn thì vui. Mỗi tuổi là hay quấy nhiễu. Ừ. Đấy, quá chuẩn luôn. Ăn thơm nhé. Còn nếu gà ngoài mua nó là mình nhờ mình ra chợ mình có một người nhớ mãi. Có một lần ra chợ mua hai con gà, đầu tiên mua một con thấy con ngon mua hẳn một con nữa về ăn. Ôi ôi ăn đến khi mà mình nuôi gà sạch rồi mình mới cảm nhận được rằng là cái gà đấy nó nhũn thịt lắm. Nói chung là thịt tao nhũn mà ăn nó không thơm lắm. Đây 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 toàn thịt này mà tốt đấy, chế là phong như này nặng chấm cay rồi. Còn trong chấm. Còn vàng ươm luôn. Anh ăn mấy này nên lại muối tiêu này ăn đấy ạ. Thôi được con nó bốc vào đấy. Nó bị nó cay đấy. À. Thì nói chung là cái đàn gà mình đẹp đấy. Nó nuôi là được một con gà sạch thì nó mất công mọi người. Nói chung nó mất công lắm, mất thời gian lắm. Mình số tiền đầu tư bỏ là ăn cám này. Thế rồi ăn rau bèo, rau chuối mất thời gian thì luôn. Đúng rồi. Nhưng mà nó cho lại là cái thịt nó ngon. Nếu mà để nói mất rất nhiều thời gian luôn. Nhưng mà cứ tặc lưỡi bộ là bạn của tôi người đi ra chợ mua được một con ăn thì nó lại không ra gì. Đấy là mình nói thật luôn. Đúng rồi các bạn ạ. Chân thành mình nói thật đấy. Từ ngày nhà mình nuôi được gà giờ đấy mình thật sự là ra ngoài mình không muốn ăn được gà ngoài đâu các bạn ạ. Gà ngoài ăn nó sợ lắm. Cái thịt tôi vừa nhũ như ai đấy kiểu gì ấy. Mình nhớ mãi một lần mình ra chợ mình mua cái con cá. Con cá này con cá trôi đó. Mình nhớ mãi là về rán ở nguyên một cái chảo của nó. Tan nước xong xong nhìn ở trong đầy nước luôn. Mà hãi luôn. Đôi khi trong cuộc sống ấy, như vận động viên thì người ta phải thử thách chạy 100m xem có khỏe không. Đôi khi mình cũng thử ăn một con gà 3 cân rồi tao chồng ăn hết không luôn. Nào, tem cái chồng. Tem cái cho nó máu các bạn ạ. Hôm qua các bạn ơi, ăn gà uống bia rất là hợp các bạn. Ngon, mình cảm tưởng ăn rất là ngon luôn. Hôm qua mình nha, mọi người nhìn cái cỏ đỏ này, hôm qua là mình tự nhiên mình đang ngồi. Hay nó cũng lúc ngủ rồi hay lúc vẫn thức cơ. Cái con kiến bà khoang ấy nó mới bò à? Thế mình theo phản xạ tự nhiên mà
nó bỏ lên đây thì mình vỗ kẹp cái, thế là bắt đầu mình vỡ ra, chứ chết hẳn đâu, nó ngứa, một kiến bạc khoáng rất nguy hiểm luôn các bạn nhìn này. Mà còn nếu mà nó vào trẻ em chắc là sẽ nó làm cho mẩn. Kiến bạc khoáng, cái hôm nay lên trên một cái em cái đầu nó lấy cái em cái nha ram, lấy nha ram bôi, nha ram lô hội lông tu đều là một đấy, tên là một, phải nói là bôi phát trong vòng mà một tiếng sau khác hẳn luôn. Ăn rất thơm không? Ừ, cho con miếng cho con cầm hẳn miếng xương con ăn nó được xương không chồng à? Ừ, cù tựa hẳn cái miếng xương nghịch mà nó nghịch chẳng cho con miếng đều cả. Ừ, đây đây là con thực ra gà mà nhân thứ nhất sở trường mình thích ăn đùi gà không thích ăn phao câu thực sự. Cầm cái này nhá. Ừ. Cầm cái đùi gà con ăn. Mình nhớ là anh em nó vào lâu lâu, của anh em bên Mậu Khê về lâu lâu rồi, cách đây được tháng nhỉ. Hôm nay mình nhờ hai anh em thì thắng con gà mãi luôn. Đây nháy quá. Từ đây hai anh em thì thắng con gà mãi mà vì ăn xuống cực kỳ luôn, nhẹ không vào tay đấy, đã chưa? Đã đâu một giá mình ông ấy cầm cái đùi các bạn ạ. Đấy. Em có bà là cứ chơi con gọi là làm một con gà mái. Gà mái thì phải đến hơn 3 cân nhỉ. Vâng. Hơn 3 cân làm cả con bí bước trước. Hai nhà độc hai nhà. Ngọt lắm. Ngọt lắm. Tuyệt vời các bạn ạ. Các bạn nhớ đăng ký kênh. Đăng ký kênh để ủng hộ kênh cho bà xã mình. Ngon rồi anh, làm cái bia luôn. Này nó cân 3 cân 2 ấy. 3 cân 2 con này luôn. Nó cũng chưa ăn luôn, nó chưa ăn ngồi cả. Ra cầm nắp ngô chích. Nó tưởng là nó cho nó ăn, thế là vồ phát nó chạy, nó bay mãi được quạt. Ừ, con muốn được quạt nó thích nè. Cô thích nè, cô này ăn. Được cắn tay vậy. Đấy cháu giờ sinh ba cân hai đấy. 2 cân 3. À 2 cân 3 quên. Sinh từ 2 cân 3 là bà xã chăm rồi, hai vợ chồng chăm rồi đấy. Bây giờ hôm qua kia đi, chúng mới đi cho đi uống thuốc, chúng mới đi tiêm vaccine với trước ấy. Mấy cháu là sinh hơn nô các cái mà nói chung là khu này vẫn đuổi kịp. Con gà này phải nói là cái thằng cu này lại sờ bia, lại thích uống bia đấy, cha mẹ đấy. Đừng quan, đây cho con cái này, con ăn đùi gà, cầm đấy. Quá là tuyệt vời luôn. Đấy. Mọi người sẽ cố gắng là dù thời gian thì mỗi người một công một việc mọi người, cho nên là nếu như mọi người mà nói chung là đầu tư được cái nói chung chỉ cần nuôi đến mấy con được con gà đấy. Sẽ dành thời gian để cho nó ăn cây chuối này, cây rồi ăn bèo này, đúng. Ăn ngô này, có nghĩa là không liên quan đến công nghiệp. Mọi người sẽ cảm nhận được là đây là cái đợt vừa rồi là mình nhớ đấy, nhờ mua về nhưng vẫn phải cố gắng 10 ngày, còn bình thường mình cứ để 1 tháng. Mấy tháng rồi còn được mấy tháng? Có đợt là phải hơn 1 tháng nhỉ. Đấy, còn gà nó chắc lắm, cái con gà mái nhà mình vừa rồi, anh em bên kia về, úi dồi, hai anh em xà một con. Nó ăn ngô, cái giống gà mà cứ ăn ngô được, nó béo mà da nó vàng ươm mình. Đấy, cho con ăn cái đấy. Đừng ăn cơm con. Nào. Dài nó dài thật ý. Ui dồi, chặt chưa. Đấy. Để cánh của nó cũng đã là sướng rồi. Thế con gà này hai đùi, hai cánh là
bị xả hết rồi, khung của nó hàng cu nhỏ này ăn chơi mất rồi, ăn mất rồi. Này chờ em ăn thế đuổi đi để làm gì? Khánh nhanh thì Khánh chỉ chơi thôi, Khánh chỉ bắn ngắn miếng thôi, chơi vui nhỉ. Mua là uống bia. Đừng quen không? Bia. Ừ. Ngon cực kỳ luôn. Ừ, chen một cái vậy. Hai vợ chồng mình dù cái mùa hè nắng chăng nữa nhưng mà chưa hai vợ chồng mới làm non, đôi khi cũng chung một nồi ăn được và xã chỉ cần làm mà hớp thôi. Sau đó là mình uống, hai vợ chồng rất là tình cảm. Đấy, mình nói thật luôn đấy. Ông xã mình thì tâm lý các bạn, không biết là ông xã các bạn đã làm như ông xã mình cảm thấy tâm lý. Bởi vì mình nghĩ là cái cuộc đời này rất đơn giản và rất là ngắn ngủi nha. Và năm ông trời cũng cho ông thương cũng cho sống 100 tuổi nữa, lúc đấy thì chịu rồi. Thế nên còn trẻ khỏe, chúng ta hãy biết trân trọng những gì chúng ta đang còn. Đúng không? Đây này, cô ăn ấy nhỉ, ăn mạnh nhỉ. Đó mẹ. Lấy cái ấy đau đi, con không đâu. Mình ăn cứ phải ăn hết cái xương đầu sụn để mới sướng. Yeah. Ăn một thịt nạc không bao giờ thích luôn, đặc biệt tính mình á. Tại tức là nói thô, tức là ăn là chó không được miếng xương thả. Chịu hết. Anh ngon nhỉ. Ngon thật. Anh kiểu nó thơm, anh không ăn được thơm. Còn đấy không? Quá nhiều. Anh kiểu nó thơm ngon hơn. Ừ. Đó. Đấy, không ăn được thịt. Cái này thì gá này. Tốt đấy. Các bạn ơi, bây giờ mình sẽ xé cái lườn các bạn. Cô này là đâu? Hôm nay cô bị sổ mũi phát. Là mình đi mình mua thuốc ngay. Mua bị sổ mũi là đi mua ngay về uống cái là khoản luôn. Cái tay xé thôi, xé còn cắt mỗi đùi lên. Đi đấy, ăn đâu xé đấy. Mình ăn thích ăn cái xương mà cái đầu sụn này. Đó là cái phao câu ăn đấy nhỉ. Cái những quả này em ăn không? Dạ. Dạ, con đi về kia. Không, đi về kia. Đây, đây là con này. Này cái này thử tiêu thì nhá. Tèm lắm. Tèm ấy. Nó có hôm ăn được thì ăn, có hôm chẳng thấy ăn thì mà đặc biệt cái đứa cháu con chú Ngân ấy thì thích ăn cơm thì kéo nó ăn nó đi đấy. Thì ăn đấy xong rồi thịt thừa không có đi ăn nên bác chơi cháo rồi bác cho ăn. Cho mấy thịt cứ ngậm cháo ra ăn này. Đây, Khánh cái đùi, Khánh cầm. Nên nuôi con gà thì cứ bỏ nó mất tầm tháng như vậy. Tầm tháng mình mua về tính thời điểm xả đến lúc thịt rồi. Chúng ta lúc mua về đến lúc thịt thì mình cứ để bỏ mất thời gian một tháng thì lúc nào cũng ngon luôn. Ngon. Nó thơm thịt lắm. Mình sẽ chạy mua xả. Đây con. Khánh lên để thay anh cho Khánh em. Đây. Đây, đâu rồi? Ôi, con ngồi đây. Ừ, con ngồi đây này. Từ gà con đây. Phải, một cái từ gà tinh 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 tinh. Đây, con muốn chơi chơi cái này, cái này quấy lắm. Đây. Mà khí thì mà béo rồi, đừng cho nó tiếng. Đây. Đây. Mặt quyền. Em bảo xem YouTube con hỉ cơ. Đừng mở tiếp. Bạn nhắn đây con ở đây. Đây.
Đấy, u gì ơi, từ từ để bố mở ra cho nó mở ra. Nhà chú khỉ con nhá. Chú khỉ con bé xíu. Thích lắm. Đây, cho xem cái nhà anh được nè. Được chưa? Để ra kia nhá. Đây. Đây. Đây, cái này ha. Đây. Thích chưa? Đấy. Cô qua nhà mình nó băng nhắn lắm, nó toàn thích đây, em ăn nốt cái này đi. Khánh nhá, không ăn. Đây, bây giờ mình triển khai sang cái bước cái cảnh cái câu này. Đi lên, sao? Đi lên. Bây giờ cô qua nó chơi nó cứ cái video nào không là tự nó mở thôi. Nó đẩy lên xuống. Cuối cùng nó chọn hồi xong là nó lại đưa lại. Ôi giời, mệt lắm. Đây, con đây. Ừ, em làm hớp không? Em, thôi à. Tí nó là đòi mở cái khác các bạn ạ. Thôi làm mà hớp thôi. Ừ, nó hớp nhỏ. Ở xã thôi rồi. Mình sẽ làm hớp. Em hỏi em. Sáng cũng mãi được con chưa được một nửa. Ôi giời, ngon thật, cái con này ngon thật. Ôi giời ơi. Đấy, mọi người nhìn này. Kinh khủng khiếp. Con gà của nó nè. Nó vàng ươm luôn đấy. Ngon, tuyệt vời quá ạ. Này, hai đứa cháu mình lần đi du lịch về. Rồi lấy xe đạp con chơi. Còn là tí này không ăn cơm đâu ấy. Lắm. Hôm nay mới phải làm bát cơm. Hôm nay là ăn gà dỗi không ăn cơm rồi. Dỗi. Dỗi mà sao không ăn cơm. Phản đối tôi cơm các bạn nhỉ. Đấy. Mình chơi mấy con tông thì đã thèm chút đưa nó vào chuồng đâu. Hiện tại chắc đang ở vườn. Đấy, ôi dồi ôi, cái con này nợt của nó này, cái thịt nó chắc cực kỳ luôn mọi người ạ. À, đấy, ôi giời, cái da của nó chắc nộp thế mà đấy giờ. À, cho em cầm cái đấy, cầm luôn nha anh, cầm luôn. Để đá cái đầu cho nó đẹp đẹp tí. Ăn sữa không? Đẹp. Đấy. Đâu? Quá ngon luôn. Đây con xem này. Đó là quả táo. Ăn một con cá này chưa thua gì. Em thấy con cá phải đây nhỉ? Chưa hết mà đã gần no này. Mình uống hết một non bia rồi mọi người ạ. Nhưng mà cứ bình tĩnh. Ấy ác liệt chưa. Cái cỏ của nó này, cái thịt của nó dai cực kỳ luôn mà. Mình mà vợ chồng mình mua toàn gà 3 cân mà hơn 3 cân. Chứ không bao giờ mua cái loại gà 1 cân đâu. Quả đấy nuôi vừa lâu mà khi nó chết có khi thì mệt lắm. Cứ mua cái loại 3 cân rồi ra. Đúng rồi các bạn. Ngày xưa mình có nuôi ngan mình nhớ. Nuôi con còn 4 cân nhỉ? 5 cân đúng không? 5 cân. Mua con đàn con to 5 cân. Cứ vất đây, thả cho nó ăn rồi. Ăn rau ăn quả mà ăn cây chuối. Có hôm thả quên không đấy, hôm đêm hôm sau ra xem cây chuối. Nó mổ, tập trung nó mổ vẫy cây chuối luôn. Thịt già chắc này, nó vàng ươm này.
những cái gà kia và các bạn mua ở chợ và các bạn ý cái cổ đó này toàn tật là tật đấy, toàn cái hoàn tật đấy, ăn sợ nhỉ. Đấy, mọi người nhìn này, ông quan nhà mình ông ấy đang xem điện thoại các bạn ạ. Mình nhớ hai vợ chồng mình đi đi lượm xanh đi du lịch ấy, cái con gà đấy phải tầm 2,5 cân nhỉ, 3 cân. Ôi mua ở bên chợ quê con đấy phải tầm 3 cân, mà đến lúc mức độ mà mình lần đầu tiên luôn, mà lần đầu tiên là lướng gà đấy, mà mấy các cháu nhỏ hôm đấy cũng đi trên đấy mình nhìn thấy đông lắm, nó ở đâu ấy. Toàn những cái con gà họ mổ làm đôi ra, họ lướng thì nhanh hơn mình, đến khi ăn không ra gì luôn. Mình đẻ gà con này mổ moi tất cả vì ở trong, bắt đầu bên xuyên cái cây nướng, ui giời tuyệt vời các bạn, là lần đầu tiên mình nướng luôn, mà mấy đứa cháu nó đi cũng đi khô, nó đi nó nhìn thấy đâu mà chú nướng kiểu gì mà nhìn ngon thế, một hai chả kiểu gì ở nhà chú cũng là làm đầu bếp à, đâu là nướng nướng vịt quay bộ đâu, chú lần đầu tiên chú làm lần đầu tiên làm luôn, ngon nhỉ, ngon thơm nhớ mãi nhỉ. Anh cái này em thấy ngán ngán rồi đấy. Ừ. Làm đi, tay nào hàm nha. Một chuyến đấu mạnh. Em đã chờ được điện thoại. Ừ. Công nhận đã thật. Rất ngon luôn. Đây, cái thịt nó thơm cực kỳ luôn. Nói chung là còn nguyên cái này nữa này. Chưa? Thì các bạn ơi, video mình đến đây cũng đã dài rồi. Mình thật sự là bây giờ là cũng đã lo rồi các bạn ạ. Thật sự là lo rồi. Các bạn xem video của mình thấy hay cho mình xin một like và share, đăng ký kênh để ủng hộ mình các bạn nhé. Rồi, thế thì mọi người nhớ đăng ký kênh ủng hộ và kênh là xã mình. Thực sự ăn đến tầm này là lo rồi. Thật sự là lo các bạn ạ. Xin chào tất cả mọi người nhé. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Đấy,